Còn gần 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, trên vỉa hè của đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân, một số nhà vườn đã bày bán la liệt đào quất, phục vụ người dân chơi Tết. Theo khảo sát của phóng viên chúng tôi, đa phần những nhà vườn này đều là những nhà vườn ở Nhật Tân, Tứ Liên, Tây Hồ. Thường những người Hà Nội sành chơi cây, có sở thích chơi cây từ đầu tháng Chạp, vẫn ưu tiên chọn đào Nhật Tân, quất Tứ Liên để trưng bày ngày Tết. Đào Nhật Tân vẫn là biểu tượng của Tết từ rất lâu. Những người am tường, họ vẫn chỉ tín nhiệm hoa đào Nhật Tân, bởi không nơi nào có thể cho ra những cánh hoa đào tươi thắm, dày, hoa lớn và tươi lâu như Nhật Tân. Theo chia sẻ của người bán đào, năm nay không có đào rừng, nên đào Nhật Tân và các loại đào nhà trồng không có sự cạnh tranh lớn. Giá bán và cho thuê đào năm nay cũng bình ổn. Đối với mỗi cây đào to vừa, thân nhỏ, giá bán dao động từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu một cây. Giá thuê chỉ rẻ hơn khoảng 500.000 đồng hoặc 1 triệu đồng một cây. Các cây đào có gốc to, cổ thụ, được cấy ghép cũng có giá vừa phải, dao động từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng một cây. Còn quất Tứ Liên cũng là loại quất được người dành chơi xếp vào loại độc nhất vô nhị. Quất ở đây quả to, đều, chín đỏ sum suê trong tán lá xanh đậm, cân đối được cắt tỉa công phu. Mỗi cây quất thế Tứ Liên có nhiều giá thành khác nhau, tùy vào loại cây to, nhỏ và các thế cây. Loại quất thế trung bình có giá từ 1 triệu 2 đến 2 triệu đồng một cây. Những cây quất này tuy gốc nhỏ nhưng rất sai quả. Có nhiều cây có chùm quả chi chít, to đều nhìn rất bắt mắt. Một người bán hàng cho biết, quất thế được bày bán sớm, khách mua vào thời điểm này vẫn có thể chơi đến ngoài Tết. Bởi những cây quất này được trồng từ nhỏ rồi lớn dần, không ghép gốc hay ghép quả nên tươi rất lâu. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, thời điểm này, lượng khách mua sắm chưa nhiều, chủ yếu là một số người có thú chơi cây Tết sớm hoặc ngắm chọn nên việc tiêu thụ vẫn còn chậm. Khoảng từ 15 tháng Chạp trở đi, lúc ấy người mua mới thật sự tấp nập.